Bozo xin gửi tới quý khách hàng về bộ ốp gương chiếu hậu inox. Bộ gồm có hai miếng, thiết kế theo xe 208, dễ dàng lắp đặt. Sản phẩm thiết kế Bozo 208 GT Line cũng như AT. Hiện tại bên shop đang có vân inox và carbon rất là sang trọng, vừa bảo vệ vừa nâng cái tính thẩm mỹ cho xe. Quý khách hàng mua hàng có thể trực tiếp truy cập phụ kiện Bozo chúng qua một Zalo 0939 9508. Lắp đặt rất dễ, này keo ở dưới úp vào.